Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát. Kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Trên thế gian này, vạn sự, vạn vật đều có quy luật của nó. Một khi đã tìm ra quy luật của số mệnh thì cũng không khó để tính ra vận mệnh của cuộc đời. Nhưng rốt cuộc, đoán mệnh chi bằng cải mệnh. Vận mệnh đời người, 3 phần do trời, 7 phần do con người tạo nên. Vậy nên, giàu sang vinh hiển hay nghèo đói bần hàn, phần lớn đều nằm trong tay của mỗi con người. Muốn cải biến số mệnh, trước hết cần điều chỉnh tư tưởng, tu chính lại hành vi của bản thân, đồng thời phải luôn cố gắng nỗ lực hết mình, không bỏ cuộc. Có câu mài sắt, có ngày nên kim. Theo tử vi học, đích thực là có một số con giáp sau bao nhiêu năm vất vả xây dựng sự nghiệp, cuối cùng cũng có ngày trời thương mà đổi vận hồng phát. Chỉ trong 3 năm tới, những con giáp này dù trước có khổ sở ra sao, thời gian tới sẽ thành công mỹ mãn, có tất cả trong các khía cạnh của cuộc đời. Vậy để tìm hiểu xem những con giáp may mắn này là những con giáp nào, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là tuổi Tuất. Tuổi Tuất là những người nhân hậu, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể vì người khác mà quên đi lợi ích của bản thân mình. Những người này coi trọng danh dự và chữ tín. Một khi đã hứa, tuổi Tuất nhất định sẽ thực hiện. Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Trên đường đi, nếu thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Thế nhưng, đôi khi họ lại bị hiểu lầm là những người nhiều chuyện, bảo thủ. Nếu thấy việc làm của người khác là sai trái, tuổi Tuất sẽ không vội vàng trách móc, to tiếng. Họ đặt mình vào suy nghĩ của những người khác và suy nghĩ, đánh giá. Đó thực sự là cách giải quyết rất thông minh, thấu tình, đạt lý. Họ sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện buồn, lời tâm sự, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy tuổi Tuất luôn được mọi người xung quanh yêu quý, tin tưởng. Trước khi nhận lời giúp đỡ người khác, tuổi Tuất sẽ mất chút thời gian để suy nghĩ, cân nhắc. Không phải là để xem xét đến lợi ích của mình, mà cân nhắc kỹ lưỡng đối phương liệu có thực sự cần giúp đỡ từ họ. Bởi có những người ỷ lại, dựa dẫm quá nhiều vào tuổi Tuất mà không có tinh thần tự lập. Tuổi Tuất sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn khi thấy kẻ yếu bị chèn ép, bắt nạt. Họ thậm chí nổi giận và dạy cho kẻ ngạo nghễ một bài học xương máu. Tuổi Tuất khó kiềm chế được cơn nóng giận của mình, nhưng họ không để bụng chuyện gì, cũng không thù hằn bất kỳ ai. Mọi người xung quanh tin tưởng và khâm phục vào trực giác của tuổi Tuất. Những người gặp khó khăn, nguy hiểm, người này luôn đưa ra những lời khuyên chính xác, đúng đắn và những lời cảnh báo cho mọi người đề phòng. Nhờ vào con mắt tinh tế của mình, tuổi Tuất có thể phán đoán được tính cách, suy nghĩ của người khác. Điều đó giúp họ kết bạn được với những người cùng chung chí hướng, tránh xa những người mưu mô, xảo quyệt. Chính vì trực giác tốt ở người tuổi Tuất mà người ta luôn tìm thấy sự vững vàng, đáng tin cậy. Con giáp này tài hoa vô cùng, chỉ cần dựa vào bất cứ ai cũng có thể làm nên sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Những chú chó có tinh thần trách nhiệm cao đã hứa làm gì thì sẽ làm cho bằng được, chẳng bao giờ thất hứa ai. Nhiều người tin tưởng và được tín nhiệm. Trong 3 năm tới, con giáp này sẽ thấy được sự nghiệp của mình hành thông, thuận lợi vô cùng. Không chỉ có nhiều cơ hội để phát triển năng lực mà còn có thêm nhiều quý nhân ở bên để nâng đỡ. Tuổi Tuất sắp tới sẽ dễ dàng thăng lương, tăng chức, tiền bạc đầy nhà, cát tinh nhập mệnh cho may mắn luôn vây quanh chẳng rời. 2. Tuổi Tý. Người tuổi Tý thường rất nhanh nhẹn thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh. Làm công việc gì, họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý.
Tuổi Tý tuyệt đối không để mình thua bất kỳ một ai. Đôi khi, những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Những người tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn. Họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của người tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần là lĩnh vực tuổi Tý yêu thích, họ sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì, tỏa sáng. Họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng kính trọng, nể phục tài năng của mình. Tuổi Tý giỏi trong việc kiếm tiền nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở, thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ, nóng giận. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó. Tuổi Tý thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận. Nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi Tý khó có thể thay đổi. Do sự thân thiện và cởi mở của mình, tuổi Tý còn có rất nhiều bạn bè tốt, gắn bó suốt cuộc đời. Họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Trên phương diện tình yêu, tuổi Tý khá đa tình. Họ có thói quen lưu giữ lại những kỷ niệm của tình yêu trong căn phòng của mình. Những người này khi đã yêu rất nghiêm túc và có trách nhiệm. Họ có xu hướng tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời. Cuộc đời người tuổi Tý luôn gặp may mắn, số mệnh luôn có quý nhân phù trợ. Khó khăn trở ngại vì thế cũng chẳng thể cản đường, cản bước con giáp này mãi được. Tử vi cho thấy, con giáp này bản thân cũng là người rất có năng lực, có ý chí, biết cách sắp xếp để hoàn thành công việc như ý. Trong vòng 3 năm tới, vận trình của những chú chuột sẽ có nhiều điều khởi sắc. Những nỗ lực, công sức mà con giáp này bỏ ra không hề uổng phí chút nào. Nếu trước đó bạn chưa được cấp trên công nhận, thì đó có thể là động lực để bạn cố gắng nhiều hơn, là bàn đạp để bạn tiến bước. Cơ hội thực sự để con giáp này đổi đời sẽ xuất hiện trong 3 năm tới đây. Bản mệnh cần chú ý để theo dõi vận trình mà nắm bắt cơ hội. May mắn sẽ đến bên, nhưng nếu bạn không chú ý thì sẽ để mất thời cơ. Sự nghiệp trong khoảng thời gian này sẽ tăng tiến nhanh như diều gặp gió. Có kế hoạch gì ấp ủ đã lâu mà chưa kịp triển khai thì bản mệnh hãy nhanh nhanh mà thực hiện để đón thành công. Tuổi Ngọ. Ngựa là con vật yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã để được hòa mình vào với thiên nhiên. Những người tuổi Ngọ vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuổi Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Con giáp thường rất năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Tuổi Ngọ cả thèm trong chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy, cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác. Nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng mới mẻ hơn. Họ là những người độc lập trong cuộc sống, không bao giờ dựa dẫm, ỷ lại vào bất kỳ ai. Bất kể là việc gì, dù đơn giản hay phức tạp, tuổi Ngọ đều là người đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ. Họ rất coi trọng danh dự, chữ tín của bản thân mình. Bởi vậy, khi được giao phó bất kỳ trọng trách nào, người này đều cố gắng hết mình để hoàn thành. Thời còn trẻ,
tuổi Ngọ thích đi du lịch khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ dành ít thời gian cho gia đình bởi sự hấp dẫn, thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần hoang dã, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Ngọ có nhiều ước mơ, hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua nhiều khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Ngọ vẫn không bị mai một. Ngược lại, họ càng quyết tâm cố gắng, phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Có thể thấy trong 12 con giáp, tuổi Ngọ là con giáp trời sinh thông minh tài giỏi, nhanh nhẹn, linh hoạt. Bản mệnh không ngại khó, ngại khổ, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đạt được mục tiêu của mình. Trong 3 năm tới, vận trình của tuổi Ngọ sẽ có sự chuyển biến rõ rệt, cải vận đi lên, không còn bết bát, xui rủi như trước đó. Công sức mà con giáp này bỏ ra sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng. Bản mệnh nhận được những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp phù hợp với năng lực hiện tại của mình. Thứ tài của con giáp này khá vượng, tuổi Ngọ có thể lợi dụng thêm các mối quan hệ sẵn có cùng tài lẻ của mình để gặt hái thêm nhiều thành quả cũng như giành lấy sự tin tưởng của cấp trên. Tương lai không xa nữa, những người cầm tinh con ngựa sẽ có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thể hiện bản thân mình thì chắc chắn mùa xuân của cuộc đời sẽ đến, hoạch tài liên miên không dứt. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi người đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.